cứ bảo mấy em gái kia đu diều cho để anh quay cho dễ. Ôi, xin chào anh em nhá. Hôm nay hai anh em mình đã sửa xong cái con đại trà rồi anh em ạ. Sửa xong con đại trà rồi, bây giờ lại đem đi ra để test. Nhưng mà hôm nay kiếm một cái bãi cát ở ngoài sông Hồng, bãi này bãi mới luôn, hơi bị rộng luôn nhá. Đây, bãi này tuyệt vời luôn. Đâu? Eo ơi, xong rồi, nhưng mà leo kiểu này thì leo kiểu quái gì? Ủa ôi, cái này nó không có đường nhở? Ai dạ, ai dạ, ai dạ, đâu có ai ai đu? Ai dạ, ai dạ, ai kìa, ơi dạ ơi, à đây rồi, đây rồi, thấy rồi. Ấy, à dạ kìa, có hai em gái. Thế lúc nãy nhờ mấy em mới đu à? Ê. Ồ, bãi này rộng thế nhở, nhưng mà bãi này rộng nhưng mà vấn đề là nó hơi bị chập trùng. Đúng không? Đấy. Đấy nha, hôm trước nó bị gãy. Nó bị gãy cánh. Nó gãy cánh mới gãy ở đầu đây này. Sửa lại rồi. Mất một ngày sửa. Lửa buổi chiều nhỉ. Vẫn phải bồi thêm đúng không? Ôi, thở không được rồi đấy. Để cho anh em nhìn toàn cảnh cái bãi này nó rộng hơn là cái bãi lần trước anh em mình thả. Có cái bãi cát này ra đây mà cắm trại cũng vui nhờ. Nó đỡ phải đi đâu xa. Có cái bãi cát này ra đây làm một chỗ cắm trại, đào đủ các thứ lằng nhằng cũng hay phết đấy. Được chưa? Được rồi đấy. Bây giờ sẽ căng từ đâu? Đứng từ trên kia chả? Đứng từ trên cao kia nhá. Ờ, bây giờ đi đi. Đi sang kia nhá. Ok. Đi sang bên kia thả nhá. Ừ. Cứ bảo mấy em gái kia đu diều cho, để anh quay cho dễ. Mọi người nhìn cái đoạn này nhá. Cái đoạn này liệu cát nó có đổ xuống dưới không? À. Cái đoạn này là đoạn này đứng ở đây có khi là nó bung dưới. Wow. Đi ở đây tốn sức lắm. Ờ. Các bạn ạ. Ở đây có rất nhiều người, thế nhưng mà vấn đề là mấy em ấy ngại nên là mấy em không đu cho mình. Nên là mình lại phải làm cái công việc đu diều phải vậy. Ôi. Lại làm công việc đu diều này vậy. Yeah. Đấy, các anh em nhìn thấy chưa? Đấy, sau cái quả. Bây giờ là bao giờ đu vào nhá. Căng đi. Căng đi, căng đi. Đấy, anh em nhìn thấy đường chạy, đường đu từ tít ở trên kìa. Đấy, nhìn thấy chưa? Bé tí đấy. Có gió rồi đấy. Sao nó cứ đảo đảo ấy nhở? Anh em có thể nhìn thấy. Ôi, có cả ngọn cỏ nó rơi kìa. Nó cứ vắt vẻo, nó chả lắc lư ấy nhở. Nó cứ bị lung tung. Ôi rồi rồi. Ôi rồi. Ôi trời ơi. Mẹ thả đây chạy mệt lắm anh em ạ. Bây giờ ui rồi. Mệt lắm. Quận vào bây giờ bắn nó ra nhiều, bây giờ quận vào giờ chết. Bắn cắt. Nói chung là con này như thế này là lần nào ok rồi, mình sẽ để xem thả thêm, kéo thêm một lần nữa, tại vì hôm nay nó cũng không có gió lắm. Ở ngoài này nó mình cứ nghĩ là có gió to nhưng mà không có gió.
chuẩn hẳn đấy rồi mẹ tối mới mang về nhà chơi được. Chứ bây giờ mà không nó lạc đạc nó không lên thì về nhà chả khổ lắm. Đâu giờ cuốn hết đống dây này chắc chết. Ôi lăn từ trên này lăn xuống bây giờ là vỡ mặt luôn đấy. Sao nhìn trông kinh vậy? Sợ thật, cái dốc cát này nó dốc một cách dã man. Nó là tao thử thách cái lăn này làm diều này. Làm được không? Anh già. Cái lăn là cái gì? Anh già. Đây là tre à? Bông long mà nhìn trông như tre nhỉ? Nhìn như tre, giống tre. Ờ được ấy, làm được ấy. Đây những cái ngọn tươi tươi này. Làm được không? Làm được mà. Nhưng mà chỉ bé thôi. Liệu kéo lên được đâu? Dài lắm anh tưởng. Bây giờ đi lên là cả một vấn đề đấy. Cái dốc nó cao lắm. Anh nhìn từ trên xuống mà anh chóng hết cả mặt. Nhưng bông này là đều lấy đúng không? Nhiều vậy. Nhiều vậy. Vãi. Vãi nhiều. Đấy, người này bông lau rồi này. Đây nữa. Đấy, ok. Đi lên. Giờ sẽ đi lên. Mẹ đi. Đi xuống thì dễ nhưng mà đi lên nên là cả một vấn đề đấy, phải đi lại vào mấy cái bước chân cũ này của mình này. Ôi trời ơi. Ừ, bông này đẹp. Lấy bông này cũng được. Cắt bông đấy đi. Ừ, lấy bông đấy. Ok, giờ đi lên đây anh em. Giờ đi phải đi bấm chân nó vào cái này. Bấm chân nó vào đây thì mới lên được. Bây giờ ra cắt cái cây này trên cho giáo viên đây nào, trên giáo viên này. Ôi trời ơi. Mệt quá. Lên đi. Ôi trời. Kéo thở nữa rồi. Anh em đi ra đây cho xem anh em biết quả này quả. Quả này, ngày xưa hai trường giáo viên đây này. Quả gì? Mất mày à? Ngứa. Ngứa cả, ngứa điên cuồng luôn. Về đi. Mệt vãi đái. Cầm luôn cái cuộn kia đi. Ok anh em, thôi đi về thôi. Hôm nay ra test lại cái quả đại trà tí. Ok, thế này là lên rồi đây các bạn ạ. Sửa xong và test là ok rồi. Mới bảo là dược không lên được. Lên là lên. Ôi, thở đã được. Thật sự là thở không được với anh em ơi. Mệt không thể thở được luôn. Thực ra đấy, đi ra đây ấy, chạy. Bãi này rất rộng nhưng mà đi trên bãi cát này nó tốn tương đối nhiều sức đấy. Không thể kéo được. Ok, thôi đi về thôi. Video này tạm dừng anh em nhé. Ôi, hẹn gặp lại anh em trong video sau. Giờ mình thở không được nữa. Ok, bye bye, chào.